Ngày 20 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Xue Xiaorong, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, về hành vi ở lại Việt Nam trái phép. Mặc dù đã hết hạn thị thực, nhưng người này vẫn bất chấp ở lại Việt Nam. Trước đó, đối tượng này đã bị Công an thành phố Hải Phòng xử phạt hành chính về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn và được yêu cầu xuất cảnh. Sau khi nộp phạt, Xue Xiaorong cùng người yêu của mình đã trốn vào Đà Nẵng, thuê trọ tại một căn hộ ở phường Khuê Mỹ, đồng thời tìm cách liên hệ với các đối tượng làm dịch vụ gia hạn thị thực bằng hình thức không đúng quy định pháp luật để được ở lại Việt Nam trái phép.